Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Nhiều hộ trồng hoa đang phải đối mặt với nhiều nỗi lo trong vụ hoa Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong bản tin 11 giờ 30 phút trưa nay. Kính mời quý vị cùng cập nhật tin tức cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Dự hội nghị còn có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Dự tại điểm cầu Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã thông báo kết luận số 21 KNTVK ngày 25 tháng 10 năm 2021 của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 37 QĐTVK ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện quy định số 37 QĐTVK ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Kết luận số 21 KNTVK về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trung ương đặt ra yêu cầu tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Trung ương yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm, phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan dân cử, mặt trận tổ quốc và hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình phối hợp giữa hai bên trong công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển đảo giai đoạn 2011-2020. Từ năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã xây dựng và ký kết chương trình phối hợp đến năm 2020 nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới, biển đảo. Chương trình phối hợp giữa hai bên đã góp phần cải thiện và nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới lãnh thổ và cải thiện mức thụ hưởng văn hóa của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Kết quả của chương trình phối hợp đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, củng cố lòng tin của nhân dân với đảng chính quyền, tăng cường đoàn kết các dân tộc, tạo nội lực, sức đề kháng chống lại văn hóa độc hại, giữ vững trận địa tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển. Sáng nay, Quảng Ngãi ghi nhận 19 ca mắc COVID-19, trong đó có 12 ca cộng đồng. Cụ thể, 12 ca cộng đồng gồm 1 ca có nhà ở thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Bệnh nhân được phát hiện mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm sàng lọc tại doanh nghiệp. 1 ca có nhà ở xóm 3, thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa. Bệnh nhân này cũng được phát hiện mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm sàng lọc tại doanh nghiệp. 3 ca đều có nhà ở đội 9, thôn Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn. Cả 3 bệnh nhân được phát hiện mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng. 2 ca có nhà ở thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ. Cả 2 bệnh nhân được phát hiện mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng. 1 ca có nhà ở tổ 3, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. Bệnh nhân được phát hiện mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng cho các F1 vì liên quan đến ca F0. 1 ca có nhà ở thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi. Bệnh nhân được phát hiện mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng. 1 ca có nhà ở thôn Tân An, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh.
bệnh nhân có tiếp xúc với F0 nên đã tự đến phòng khám đa khoa Minh Quang test nhanh. Kết quả test nhanh và PCR sau đó đều dương tính với SARS-CoV-2. Một ca có nhà ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Bệnh nhân cũng có tiếp xúc với F0 nên đã tự đến phòng khám đa khoa Minh Quang test nhanh. Kết quả test nhanh và PCR sau đó đều dương tính với SARS-CoV-2. Một ca có nhà ở thôn Niên, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng và tạm trú tại đội 4, thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Bệnh nhân cũng có tiếp xúc với F0 nên đã tự đến phòng khám đa khoa Minh Quang test nhanh. Kết quả test nhanh và PCR sau đó đều dương tính với SARS-CoV-2. Hai ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn. Một ca ghi nhận trong thời gian cách ly tại nhà ở thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Hai ca ghi nhận tại khu cách ly tập trung trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Cả hai bệnh nhân đều có nhà ở thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi. Hai ca là người trở về từ vùng có dịch COVID-19, trong đó một ca ở tổ dân phố Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, và một ca ở thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành. Số ca mắc COVID-19 tại Quảng Ngãi từ ngày 26 tháng 6 đến nay là 3.201 ca. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 là 2.288 người. Số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị là 795 người. Trong số này có 17 ca bệnh nặng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch trồng mới 50 ha chè giai đoạn 2019-2023. Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Minh Long đang tiếp nhận cây giống mua từ doanh nghiệp để cấp phát cho đồng bào trồng chè. Vườn ươm cây chè giống huyện Minh Long. Những ngày này, theo hợp đồng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đến đây tiếp nhận cây giống để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số trồng trong mùa mưa năm nay. Cây chè thực hiện năm 2019 thì tỷ lệ sống đến thời điểm này là đạt 90%. Đến năm 2021 thì chúng ta tiếp tục triển khai trên 10 hecta. Để sau năm trồng đạt được 50 triệu hecta thì Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thì chú trọng nhất là cái giống của giống chè địa phương. Thế là bố trí cho anh em có bộ kỹ thuật thì hướng dẫn người dân chăm sóc trồng. Ở Minh Long, cây chè là cây trồng truyền thống. Những năm gần đây, ngoài việc bán ở các chợ, lá chè tươi ở Minh Long còn được một số siêu thị trên địa bàn tỉnh hợp đồng cung ứng. Việc phát triển cây chè là đúng với nguyện vọng của bà con. Tất nhiên, cây chè trồng phải là chè địa phương và phải đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn. Thì mình chỉ lựa ra những cây giống đạt tiêu chuẩn chất lượng là từ khoảng 25 đến 40 phân. Thì mình đi cấp cho bà con. Và hiện tại thì đơn vị đang cung cấp cho xã Long Môn thông qua chương trình chuyên canh của Trung tâm Vụ Nông nghiệp huyện Minh Long. Với diện tích đăng ký hiện tại của bà con là khoảng 14 hecta, là tầm khoảng cỡ 140.000 cây. Rồi hiện tại các xã vẫn còn đang đăng ký nhu cầu nữa. Cây chè Minh Long chất lượng thơm ngon. Để giữ vững chất lượng, đòi hỏi doanh nghiệp cung ứng và người dân chọn giống chè địa phương để trồng mới, tránh việc trồng các giống chè du nhập từ các nơi khác về, làm giảm uy tín, chất lượng của cây chè Minh Long. Bản tin trưa đến đây là kết thúc. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi liên tục cập nhật tin tức trong các bản tin và chương trình thời sự trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.